tháng 11 trên kênh Max có gì đặc sắc? Là phần tiếp theo của bộ phim hấp dẫn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng Tối đen như mực và biên niên sử Riddick. Anh chàng cầm hộp à? Bộ phim Riddick kể về cuộc phiêu lưu mạo hiểm của người hùng cùng tên. Với kinh phí sản xuất lên đến 38 triệu đô, cùng sự chỉ đạo diễn xuất tài tình của đạo diễn David Chu Hee, là một trong những tuyển tập phim đáng xem nhất thuộc thể loại phim hành động, giả tưởng. Ra tay đi! Mau lên! Sunny, chào! Thế nào? Ổn cả? Xui rồi sếp ạ. Khi hai tên trộm tái hợp và lên kế hoạch ăn trộm một cuốn sách vô giá. Có tiền chưa? Liệu âm mưu của chúng có thành công? Đây. Có vẻ nhẹ. Cứ mở ra đi. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh anh bằng ống nước. Được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2013, bộ phim hài hước Canada đem đến cho khán giả những giây phút hài hước thú vị. Với chiếc xe đạp và một phong thư bí ẩn, liệu nhân viên bưu điện có thoát khỏi cuộc truy đuổi nghẹt thở của tên cảnh sát bẩn? Ngày mai trở thành hôm nay rồi. Luôn luôn như thế. Van chấp nhận vào tù 28 năm để bảo vệ đồng bọn. Ngày mãn hạn tù, Van gặp lại họ để ôn lại chuyện cũ. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng khi họ buộc phải tiêu diệt anh. Liệu sự hy sinh của Van có giúp anh thoát khỏi tình thế nguy hiểm này? Đón xem những bộ phim hấp dẫn nhất trong tháng 11 trên kênh Max.